Chị Lê xin mến chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada, bản tin buổi tối thứ Tư ngày 14 tháng 8. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn. Và thưa quý vị, trước khi mà vào bản tin ngày hôm nay thì Julie xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện. Ngày hôm nay thì Julie đi thử máu và mỗi năm thì tất nhiên chúng ta nên đi khám sức khỏe định kỳ một lần thưa quý vị. Và đi thử máu ngày hôm nay thì rất là đông luôn và cũng phải mất cả ngày làm việc nhưng mà phải cố gắng. Và Julie khi mà đi đến đó thì đa phần thì mình nhìn thấy những người xếp hàng và chờ đợi là những người lớn tuổi, những người già. Khi mà thấy họ rất là yếu và mình cảm thấy rất là thương mà ngồi chờ thì tự nhiên bản thân lại suy nghĩ rằng là mình nghĩ tới bản thân mình rồi mình nghĩ đến cha mẹ của mình. Không biết là quý vị có bao giờ có suy nghĩ như vậy hay chưa? Nhưng mà bản thân Duy Ly mặc dù là còn trẻ nhưng mà mình luôn có một cái nỗi sợ về thời gian. Mình sợ khi mà vào cái vòng gọi là sinh lão bệnh tử, mình không biết cái lúc mình già đi thì mình sẽ như thế nào, có vụng về, có ốm yếu hay không như những cái người khác thì cảm thấy rất là thương. Cho nên là ngay từ bây giờ thì Julie cũng đang rất là cố gắng là mình làm sao có thể làm được những điều mà mình mong muốn ngay tại thời điểm hiện tại, những điều mà mình mơ ước được đạt được trong sự nghiệp của mình, ví dụ như là việc đọc tin cho quý vị nghe mỗi ngày như thế này. Được quý vị yêu mến cũng như là ủng hộ chương trình, Julie cảm thấy rất là vui. Rồi sau đó bản thân mình cũng lại muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái. Và không cần phải có quá nhiều tiền, đủ thoải mái là được thưa quý vị, nhưng mà có các con bên cạnh. Và quan trọng nhất là việc mà mình phải chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Và mong ước làm sao mà tới năm mà mình 70 hay là 80 tuổi vẫn có thể tự đi mua cà phê được, chứ không phải là nhờ cậy hay là gây khó khăn cho con cái. Và Julie cũng đọc được một thông điệp vào ngày hôm nay rất là hay và muốn chia sẻ với quý vị. Một cái thông điệp có một những cái câu nói như thế này. Khi mà con chúng ta từ 0 đến 3 tuổi thì ba mẹ là tất cả những gì mà con có. Và khi mà con từ 4 đến 5 tuổi thì ba mẹ là buổi tối của con. Rồi khi con từ 13 đến 18 tuổi thì ba mẹ lại là những ngày cuối tuần. Và khi mà con từ 19 đến 22 tuổi thì ba mẹ lại là kỳ nghỉ hè của con. Nhưng mà khi con 22 tuổi trở lên, ba mẹ chỉ còn là vài ngày Tết thôi quý vị. Không biết nghe tới đây thì quý vị có cảm thấy đúng hay không? Cuộc đời chúng ta là trải qua từ lúc là làm con cho đến lúc là chúng ta làm cha, làm mẹ. Cho nên thực sự là trân trọng từng giây phút hiện tại thưa quý vị. Và một lần nữa, Julie xin chúc quý vị mọi điều bình an và sức khỏe. Và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cập nhật bản tin và chúng ta có thể gặp gỡ nhau mỗi ngày để biết là chúng ta vẫn luôn bình an, quý vị vẫn luôn sức khỏe. Đó là cái điều mong ước lớn nhất của Julie đối với chương trình này. Và quay trở lại với tin tức trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cập nhật tin tức Canada trong buổi tối ngày 14 tháng 8. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì tổ chức WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Và Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 14 tháng 8 chính thức tuyên bố bệnh đầu mùa khỉ, Mpox, là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu lần thứ 2 trong năm sau khi mà virus này bùng phát ở một số vùng của châu Phi. Và điều này diễn ra khi mà các quan chức y tế cũng đang cảnh báo về sự gia tăng mạnh của các ca bệnh tại thành phố Toronto. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi đã tuyên bố rằng các đợt bùng phát về đầu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và hơn 500 ca tử vong cho đến nay, trong năm nay luôn thưa quý vị, và kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế để có thể ngăn chặn sự lây lan của virus. Và ngày hôm nay, Ủy ban khẩn cấp đã họp và thông báo với tôi rằng, theo quan điểm của Ủy ban, tình hình này cấu thành một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và có tầm quan trọng quốc tế. Tôi đã chấp nhận điều đó. Tổng giám đốc của WHO cho biết, và đây là vấn đề mà tất cả chúng ta nên quan tâm. Việc xác định một đợt bùng phát dịch bệnh là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng có tầm quan trọng quốc tế và mức cảnh báo cao nhất của WHO có thể sẽ đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, tài trợ và các biện pháp y tế cộng đồng quốc tế cũng như là hợp tác để có thể ngăn chặn một căn bệnh thưa quý vị. Căn bệnh này được xác định ban đầu là ở loài khỉ vào năm 1958. Và trước đây được gọi là bệnh đầu mùa khỉ, chủ yếu giới hạn ở miền Trung và miền Tây của châu Phi và lây truyền qua việc tiếp xúc gần với những vật bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, thì một số thời thay đổi đã xảy ra vào năm 2022, khi mà virus này đã lây lan nhanh chóng giữa người với người trên toàn thế giới, bao gồm châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều nơi khác. Và Mpox
thuộc dòng họ virus với bệnh đầu mùa và gây ra những triệu chứng tương tự nhưng mà thường nhẹ hơn, thưa quý vị. Mặc dù không được coi là bệnh lây truyền qua đường tình dục chính thức, nhưng nó lây lan qua việc tiếp xúc với dịch cơ thể hoặc là những vảy nến ở trên da hoặc là các vật dụng mà những cái bệnh nhân mà bị nhiễm bệnh như là quần áo, giường chiếu, kể cả đồ chơi hoặc là bàn chải đánh răng, thưa quý vị, theo Sở Y tế Công cộng của Toronto đã cho biết. Và bệnh đầu mùa khỉ đặc trưng bởi hai nhóm di truyền riêng biệt được gọi là nhánh 1 và nhánh 2. Các nhánh này đã tiến hóa riêng biệt theo thời gian và biểu hiện đặc điểm di truyền cũng như là lâm sàng khác nhau và không giống như những đợt bùng phát trước đây. Khi mà những tổn thương chủ yếu xuất hiện ở ngực, ở tay, ở chân, thì dạng mới này, thưa quý vị, lại gây ra những triệu chứng và những tổn thương nhẹ hơn ở bộ phận sinh dục. Và các quan chức cho biết rằng điều đó đã khiến cho việc mà phát hiện trở nên khó khăn hơn và đồng nghĩa là mọi người cũng có thể khiến cho người khác bị bệnh mà không biết là mình nhiễm bệnh. Và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh của châu Phi trước đây cũng cho biết rằng Mpox đã được phát hiện ở 13 quốc gia trong năm nay và hơn 96% tất cả các trường hợp và ca tử vong đều ở Congo. Các trường hợp tăng 160% và số ca tử vong tăng 19% so với năm ngoái và cho đến nay đã có 14.000 trường hợp. Năm ngoái thì số ca bệnh được báo cáo đã tăng đáng kể và số ca bệnh mà được báo cáo cho đến nay trong năm nay đã vượt quá tổng số ca của năm ngoái. Việc phát hiện và lây lan nhanh chóng của nhánh mới này ở miền Đông đã cùng với việc phát hiện ra nó ở những quốc gia lân cận mà trước đây chưa từng được báo cáo và khả năng sẽ lây lan xa hơn nữa, không chỉ là trong phạm vi ở châu Phi mà là trên toàn cầu. Và đợt bùng phát đáng kể lần đầu tiên của Canada chúng ta xảy ra vào năm 2022 và 2023 và đạt đỉnh vào cuối tháng 6 năm 2022 với tổng số ca là 1.541 trường hợp được báo cáo, thưa quý vị. Và đợt bùng phát ảnh hưởng không cân xứng đến những người đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông đồng tính cũng như là song tính, cũng như là những người đàn ông khác quan hệ tình dục với những người đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 49 tuổi. Và hầu hết những trường hợp đã được báo cáo là ở Ontario, Quebec và ở BC. Mặc dù số ca bệnh giảm sau đợt bùng phát ban đầu, nhưng mà số ca nhiễm đã tăng dần kể từ đầu năm 2024, chủ yếu là ở thành phố Toronto. Và tăng đột biến hơn vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua, có thể có liên quan tới những sự kiện như là lễ hội Pride, nơi mà mọi người gặp gỡ nhiều người và giao lưu nhiều hơn vào mùa hè. Và thật khó để có thể thực sự nói chắc chắn rằng nguyên nhân đằng sau là gì, nhưng mà đây là một điều mà chúng ta hết sức cẩn trọng. Thưa quý vị, tiếp theo là những cảnh báo khi mà người dân ở Canada, Đại Tây Dương đang theo dõi chặt chẽ cơn bão Ernesto. Sau khi mà cơn bão mạnh này đã trở nên bão cấp 1 ở trên đường đi tới Bermuda, và tính đến chiều ngày hôm nay 14 tháng 8 thì Ernesto đã mang mưa như chút nước cũng như là gió lớn tới Puerto Rico và quần đảo ở Virgin. Và dự kiến nó sẽ trở thành một cơn bão cấp 3 lớn trong những ngày tới và ảnh hưởng tới Canada của chúng ta. Nhà khí tượng học toàn cầu đã cho biết rằng cơn bão có thể sẽ tiến gần hơn tới vùng biển của Canada vào đầu tuần tới. Và vẫn còn sự bất ổn về đường đi chính xác của nó, khi mà một số mô hình máy tính đã cho thấy rằng tâm bão đang tiến gần hơn tới vùng biển của Maritime và Đại Tây Dương. Một số mô hình khác lại cho thấy rằng cơn bão di chuyển xa hơn về phía đông với ít tác động hơn đến đất liền. Nhưng mà nó có khả năng cơn bão sẽ suy yếu khi di chuyển vào vùng biển Canada, nhưng mà các điều kiện hiện tại thì có thể ảnh hưởng tới cường độ của cơn bão. Nhiệt độ nước biển đang ấm hơn mức trung bình xung quanh vùng biển Maritimes và Đại Tây Dương Canada và có thể giúp duy trì một số cường độ của cơn bão. Chúng tôi có thể bảo đảm với quý vị rằng sẽ có những cơn sóng lớn dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Nova Scotia và Newfoundland. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa chắc chắn liệu chúng tôi có mưa và có gió từ đó hay không. Điều đó cần phải được quan sát trong những ngày tới, nhưng mà không nên chủ quan. Cho đến nay thì ở Canada, ở Đại Tây Dương trong mùa hè này thì về các hệ thống nhiệt đới, nhưng mà Ernesto có thể sẽ thay đổi toàn bộ mọi thứ, thưa quý vị. Và Ernesto có thể là một cơn bão đầu tiên mà chúng ta phải đối mặt trực tiếp vào tuần tới. Và khi mà chúng ta đã bước vào đầu thứ 6, chúng ta sẽ có một ý tưởng khá hay vào thời điểm đó. Về phần của Maritime là sẽ có mưa hoặc là gió và có vẻ như là Newfoundland cũng sẽ có rìa trong khung thời gian vào thứ 3 tới. Các nhà dự báo cũng đã dự đoán đây là một mùa bão cao hơn mức bình thường.
Vào tháng 7, tàn dư của cơn bão nhiệt đới sau khi quét qua một số vùng của Nova Scotia, mưa lớn cũng đã gây ra lũ quét và cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ sau khi đứa trẻ đã bị kéo xuống một con mương đầy nước. Và dự báo cho mùa nói chung có vẻ là đang diễn ra, đặc biệt là đầu mùa với một cơn bão cấp 5 Barry như quý vị đã biết vào thời điểm đầu năm như vậy. Nhưng mà điều đó gần như là chưa tồi tệ nhất và có thể những điều tồi tệ còn chờ phía sau. Và chúng ta cũng không quên nhắc tới cơn bão Debbie và nó có thể sẽ giống như vậy sắp diễn ra. Trong một bản cập nhật vào đầu tuần này, thì Cơ quan Môi trường Canada cho biết rằng dự kiến sẽ có từ 17 cho đến 24 cơn bão được đặt tên và sẽ tấn công vào Canada từ đây cho đến cuối năm. Với hầu hết những cơn bão này dự kiến sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh ở Đại Tây Dương cũng như là tỉnh bang Quebec. Và trong số những cơn bão được đặt tên này vào năm 2024, dự kiến sẽ có 3 cơn bão cấp 3 cho đến cấp 5. Trung bình thì 30 năm, chúng ta sẽ có 14 cơn bão được đặt tên mỗi năm, thưa quý vị. Và mùa bão chính thức sẽ kéo dài từ tháng 6 cho đến tháng 11. Tư vấn giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về việc mua bán nhà tại khu vực Toronto và vùng phụ cận. Realtor Hiệp Nguyễn, uy tín và tận tâm. Top 5 Listing Agent tháng 5, Right at Home, Mississauga Brands. Xin liên lạc 647-261-1980. Căn biệt thự ấm cúng, tiện nghi, gần gũi thiên nhiên, nằm tại thành phố Blainville nổi tiếng về chất lượng cuộc sống cho các gia đình. Tọa lạc số 15, 111 E Avenue O, Listing Price 628.000. Cơ hội tuyệt vời cho gia đình muốn ở gần gũi thiên nhiên và tiện lợi cho mọi sinh hoạt. Hãy liên lạc Realtor Lan Vũ, người am hiểu và nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường địa ốc Montreal, 514-967-4889. Và ngày hôm nay, Quebec cũng đã chia sẻ hậu bão Debbie khi họ nói rằng họ đang trải qua một đợt thời tiết khắc nghiệt vô cùng khó khăn. Bộ trưởng An ninh Cộng đồng đã cho biết rằng thảm họa liên quan tới khí hậu khi mà người dân ở nhiều khu vực đang phải dọn dẹp sau một cơn mưa lớn. Và tình hình đã được cải thiện trong những ngày gần đây, nhưng mà 34 thành phố và 53 con đường vẫn bị ảnh hưởng bởi lượng mưa phá kỷ lục, thưa quý vị. Tôi biết rằng rất khó khăn đối với nhiều công dân đã mất tất cả và phải nhờ đến bảo hiểm tư nhân. Bộ trưởng cho biết rằng Quebec đang phải hứng chịu một số hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trong vài năm qua, bao gồm lũ lụt ở mùa xuân dữ dội vào năm 2017-2019, cũng như là cháy rừng vào mùa hè năm ngoái. Chương trình hỗ trợ về tài chính thiên tai của tỉnh bang Quebec, chương trình này đã được cung cấp cho 123 cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa. Và tính tới ngày 13 tháng 8, thưa quý vị, thì 700 người đã hoàn thành biểu mẫu trên trực tuyến để có thể ghi danh nhận tiền. Ông cũng kêu gọi các công ty bảo hiểm có mặt để có thể phục vụ khách hàng của mình và phản hồi, bổ sung thêm nhân viên vì mọi người đang rất cần câu trả lời và cần nói chuyện với một ai đó vào thời điểm này. Vào ngày hôm nay 14 tháng 8, công ty bảo hiểm có tên là Beneva đã so sánh tình hình với cơn bão băng giá vào năm 1998 khi mà số lượng yêu cầu bồi thường bảo hiểm tăng đột biến. Và trong một tuyên bố mới nhất, phát ngôn viên của Desjardins cũng đã cho biết rằng hàng ngàn người được công ty bảo hiểm đã báo cáo thiệt hại về nhà cửa cũng như là xe hơi. Đây không phải là điều mà chúng ta thường thấy về mặt khối lượng. Đây là một tình huống ngoại lệ. Chính quyền Quebec cũng đã dành riêng hơn 5,6 tỷ đô cho các thành phố để có thể cải thiện về cơ sở hạ tầng cũng như là bảo vệ chống lại tình trạng xói mòn ở bờ sông. Chúng tôi đang đầu tư một khoản tiền đáng kể và bây giờ thì các thành phố cũng phải hành động và thu thập những khoản tiền này. Những tàn dư của cơn bão nhiệt đới Debbie tuần vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho Quebec, làm ngập hàng ngàn ngôi nhà và cuốn trôi các con đường. Hơn 550.000 khách hàng đã mất điện trong thời điểm đỉnh điểm của cơn bão và cơn bão đã đổ tới 200mm nước mưa trong vòng 24 giờ. Vào tháng 6, thưa quý vị, thì một trận mưa khác cũng đã diễn ra và cuốn trôi những con đường và cô lập một người dân ở trong một thành phố và họ phải hứng chịu tới 120mm nước mưa trong hơn 36 giờ. Và tiếp đến là một cảnh báo khi mà Ford và Mazda đang cảnh báo là không lái những xe sau khi mà túi khí bị phát nổ, thưa quý vị. Và hai hãng xe này đang cảnh báo hơn 200.000 chủ xe ở Canada phải ngừng lái chiếc xe của mình
vì túi khí bị lỗi và có thể gây ra rủi ro an toàn rất nghiêm trọng. Cảnh báo không lái xe đã được ban hành vào ngày 13 tháng 8 liên quan tới các xe của hãng Ford và Mazda cũ đã được triệu hồi trước đó nhưng mà vẫn chưa được sửa chữa. Và giám đốc truyền thông tại Ford Motor Company đã cho biết vào ngày hôm nay rằng có khoảng 146.650 xe Ford tại Canada bị ảnh hưởng bởi cảnh báo trên. Còn Mazda Canada cũng đã cho biết rằng họ có khoảng 71.000 xe của hãng bị ảnh hưởng tại đây. Và các cuộc triệu hồi là do những chiếc xe có bộ phận bơm túi khí gọi là Takata đã bị lỗi và cực kỳ nguy hiểm. Mazda Canada đã cho biết tuổi thọ của những chiếc xe này, một số xe đã hơn 20 năm và khiến cho bộ phận bơm túi khí có khả năng phát nổ và khiến cho các mảnh kim loại sắc nhọn có thể bắn trúng người lái xe hoặc là những hành khách ngồi trong xe, gây thương tích nghiêm trọng hoặc là tử vong, thưa quý vị. Và các xe Mazda đã bị ảnh hưởng bao gồm xe bán tải B Series Mazda 6, Speed 6, RX8 hoặc CX7 và CX9. Các mẫu xe cũ hơn từ năm 2003 cho đến năm 2015. Các mẫu xe Ford bị báo cáo là ảnh hưởng bao gồm xe bán tải là Ranger năm 2004 đến năm 2011, Mustang từ năm 2005 đến năm 2014, Ford GT năm 2005 đến 2006, Fusion là từ năm 2006 đến năm 2012, SUVs từ năm 2007 đến năm 2010. Và các mẫu xe Mercury cũng như là Lincoln bị ảnh hưởng bao gồm Mellon, MKZ và Zephyr từ năm 2006 đến năm 2012 và MKX từ 2007 cho đến năm 2010, thưa quý vị. Mazda Canada cũng như là Ford đã cho biết rằng họ sẽ tiếp tục thông báo cho những chủ sở hữu về những khuyến cáo là không lái xe đã được đề cập, đồng thời nói thêm rằng khách hàng hãy nên liên lạc với đại lý của họ để có thể sửa chữa xe ngay lập tức. Và cho biết rằng khách hàng có thể yêu cầu dịch vụ lưu động hoặc là đại lý để có thể kéo xe trực tiếp tới đại lý để sửa chữa. Và những cảnh báo này không giới hạn ở Canada, thưa quý vị, mà tại Hoa Kỳ, hơn 450.000 chủ xe của Ford cũng như là Mazda cũng đã được yêu cầu ngừng lái xe bị triệu hồi vì lỗi túi khí tương tự. Và trước đó, thì các hãng sản xuất xe hơi khác cũng đã đưa ra cảnh báo không được lái xe đối với những xe mà có cụm bơm khí có là Takata cũ sau những vụ gây tai nạn chết người. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia cho biết rằng 27 người đã thiệt mạng và ít nhất là 400 người bị thương do túi bơm khí Takata bị lỗi tại Hoa Kỳ. Còn ở Canada thì Mazda cho biết rằng họ không biết về bất kỳ một vụ tai nạn hoặc là thương tích cũng như là tử vong nào liên quan tới túi khí đã bị triệu hồi. Tính tới ngày 1 tháng 8, Mazda Canada đã sửa chữa tổng cộng là 81.078 xe, thay thế cho 105.974 cụm túi khí đã bị triệu hồi. Và người phát ngôn của công ty đã cho biết cũng như là một lần nữa muốn thông tin tới tất cả quý vị. Thân mời quý vị đến thưởng thức phở Mama tại số 515 Dundas Street West, Unit 7, Oakville, Ontario, để có thể thưởng thức những món ăn Việt Nam đặc sắc được nhiều thực khách yêu thích. Ngoài ra, phở Mama còn nhận đặt tiệc cưới, đám hỏi, sinh nhật và nhiều sự kiện khác nhau. Xin liên lạc Hoàng Lợi, số điện thoại 647-292-1848 hoặc 289-725-8988. Phở Mama xin chân thành cảm ơn quý khách. Địa điểm uy tín và được yêu thích, Ivy Beauty and Spa, với dịch vụ spa dưỡng sinh, phun xăm, điều trị nám tàn nhang, trẻ hóa làn da với công nghệ mới và hiện đại, không gian sang trọng, tư vấn chuyên nghiệp, mang tới những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp vượt trội cho tất cả khách hàng. Mời quý vị hãy đến và trải nghiệm Ivy Beauty and Spa, số 8000 Dundas Street East, Mississauga, Ontario, số điện thoại 905-232-7899. Xin chân thành cảm ơn. Tư vấn mua bán bất động sản tại Calgary với Realtor Nga Jenna Nguyễn, số điện thoại 403-918-7997. Và tiếp đến, mời quý vị cùng theo dõi một bài viết về kinh tế có tựa đề Nền kinh tế của chúng ta ổn nhưng mà chúng ta không tiến lên được. Nhiều người Canada đang ngày càng cảm thấy khó khăn và kiềm chế chi tiêu, chờ đợi những cơn gió về kinh tế khắc nghiệt đi qua
đi theo một mô hình cũng như là hành vi điển hình của các cuộc suy thoái lớn và sụp đổ tài chính trong lịch sử. Các nhà kinh tế thường định nghĩa suy thoái là hai quý liên tiếp tăng trưởng âm về tổng sản phẩm quốc nội và thực tế, thường đi kèm với sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở Canada chúng ta là 6,4% tính đến tháng 7, cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với mức thấp kỷ lục chỉ 2 năm trước đó. Và nền kinh tế Canada phần lớn vẫn giữ được đà tăng trưởng trong thời gian gần đây. Và Charles là nhà kinh tế trưởng tại Alberta Centre, đại diện cho các hợp tác về tín dụng ở trong tỉnh đã cho biết. Trong năm qua, chúng tôi đã gần và sắp suy thoái với một số mức tăng trưởng rất yếu, nhưng mà chúng ta không có hai quý suy thoái như đã nói ở trên. Trong một báo cáo gần đây đã đưa ra về triển vọng giữa năm của mình cho nền kinh tế của Canada, Charles đã tìm cách để phân loại thời điểm kinh tế đặc biệt này. Đó không phải là suy thoái, mà là suy thoái của tôi. Quan điểm của ông là trong khi nền kinh tế Canada chiều tượng phần lớn là đang chống chọi với sức nặng của tăng trưởng chậm và lãi suất hạn chế, thì các gia đình riêng lẻ lại không tiến lên được. Về cơ bản, bất chấp những gì mà các nhà kinh tế ở trên phố Bay và các tiêu đề ở trên những phương tiện truyền thông có thể nói với quý vị, thì thực sự rằng rất khó khăn đối với người dân Canada, cho dù bạn có gọi là suy thoái hay là không, thì nhiều người tiêu dùng hiện nay đang phải đối mặt và vật lộn với nó. Cuộc khảo sát được thực hiện vào cuối tháng 6 đã cho thấy rằng 46% số người được hỏi cho biết họ đang mất ngủ về tài chính của mình và khoảng 56% đang ăn tối ít hơn để có thể cắt giảm chi phí. Trong khi những người khác lại cho biết họ đang trì hoãn những giao dịch mua lớn, chiếm 28%, và 25% đang trì hoãn việc chuyển nhà. Các doanh nghiệp thì lại cho biết họ bắt đầu thấy người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu. Các gia đình cho biết rằng họ cảm thấy căng thẳng. Vì vậy đây là câu hỏi mà chúng tôi thường được hỏi. Tại sao chúng ta lại cảm thấy như vậy đang trong thời kỳ suy thoái khi mà thực tế thì nhiều nhà kinh tế nói không phải như vậy? Thưa quý vị, nhiều gia đình đang bị ảnh hưởng đến ngân sách khi mà nói tới việc gia hạn thế chấp. Ngân hàng Canada gần đây đã bắt đầu nới lỏng dần những lãi suất chính sách của mình sau chu kỳ thắt chặt nhanh nhất trong lịch sử và ước tính rằng cho đến nay, khoảng một nửa số khoản thế chấp chưa thanh toán đã được gia hạn trong môi trường lãi suất mới cao hơn. Và giải thích rằng, điều đó đã khiến cho ngân sách hàng tháng dành cho những khoản mua sắm tùy ý, như là việc mà tới trung tâm thương mại hoặc là đi xem phim, chúng ta đã dành ít tiền hơn. Cộng với những nỗi lo về sự gián đoạn về kinh tế sắp xảy ra cũng khiến cho người dân Canada hành động thận trọng hơn. Vì vậy, tỷ lệ tiết kiệm đang tăng lên khi mà chi tiêu thì giảm xuống. Và mặc dù nền kinh tế Canada chủ yếu tăng trưởng theo trong quý 2 trong năm nay, nhưng mà GDP thực tế bình quân đầu người, sản lượng kinh tế mà Canada tạo trên nền cơ sở về bình quân đầu người đã giảm trong 6 trong 7 quý vừa qua. Có rất nhiều bút mực và những ngón tay chỉ trích trong giới kinh tế về sự suy giảm của GDP thực tế và những mối liên hệ với cuộc khủng hoảng về năng suất ở Canada. Nhưng mà để đơn giản hóa tình hình, thì các nhà phân tích đã đưa ra một ví dụ, đó là tình hình khi mà uống một tách cà phê, thưa quý vị. Nếu trong thời buổi khó khăn, một số người Canada có thể sẽ bắt đầu cắt giảm những thứ tốt đẹp như là mua một ly cà phê và thay vào đó là họ tự pha một ly cà phê ngay tại nhà. Và nếu như là theo xu hướng phát triển như vậy, trong những trường hợp bình thường, điều đó có nghĩa là quán cà phê ở trong khu phố sẽ bị ảnh hưởng về doanh số, làm giảm sản lượng kinh tế của quán cà phê và ảnh hưởng tới việc làm. Nhưng khi mà một lượng lớn người chuyển tới khu phố, quán cà phê đó lại không nhận thấy được sự ảnh hưởng lớn như vậy. Bởi vì mặc dù số người tới là ít thường xuyên hơn, nhưng mà vẫn có nhiều người thỉnh thoảng thưởng thức một ly cà phê và nó không bù đắp được cho bất kỳ một khoản lỗ nào. Cho thấy, nền kinh tế Canada sẽ phải đối mặt với suy thoái toàn diện vào nửa cuối năm 2023. Trên thực tế, nền kinh tế của chúng ta đã suy thoái vào quý 3 năm ngoái trước khi có thể phục hồi vào quý 4 và tránh được suy thoái về mặt kỹ thuật trong gang tấc. Charles cũng đã chia sẻ rằng thu nhập của người dân quê hương của ông là Alberta đã kém hiệu quả hơn so với phần còn lại của đất nước trong những năm gần đây và lãi suất đang có những tác động quá lớn khi mà các gia đình ở đó nằm trong số những gia đình đang mắc nợ nhiều nhất, chỉ sau Ontario và BC. Nhưng mà tỉnh này cũng đang chịu tác động lớn hơn về GDP bình quân đầu người
do sự gia tăng tương đối về dân số. Danh tiếng của Alberta như một động lực kinh tế của đất nước đã khiến cho nơi đây trở thành điểm tới hấp dẫn cho tất cả những người mới đến. Và những người di cư liên tỉnh cũng đang tìm kiếm khả năng chi trả tương đối. Tiếng chuông cảnh báo, thưa quý vị, về kinh tế đã vang lên ở Hoa Kỳ gần đây sau báo cáo việc làm tháng 7 và đặc biệt là tệ hại ở phía nam của biên giới. Ở phía Bắc, với việc mà cắt giảm lãi suất đã diễn ra và Ngân hàng Canada chúng ta dự báo tăng trưởng sẽ tăng lên từ đây cho đến nửa năm còn lại, ngày càng có nhiều lời bàn tán rằng nền kinh tế của chúng ta có thể tránh được suy thoái và đạt được mục tiêu lạm phát 2% mà không khiến cho nền kinh tế rơi vào suy thoái. Cho biết, RBC không đưa ra một dự báo về suy thoái, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt ở Canada đang chứng kiến là điển hình của một cuộc suy thoái như vậy, theo chuyên gia ở đây cho biết. Nhưng mà những chuyên gia kinh tế tại RBC cũng lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng không phải là kết quả của việc sa thải hàng loạt, thưa quý vị. Một loại thu nhập bị ảnh hưởng có thể sẽ xảy ra trước khi mà vỡ nợ thế chấp hoặc là các đợt cắt giảm lớn khác trong chi tiêu. Thay vào đó, dân số đã tăng vào thời điểm nhiều nhà tuyển dụng đang đóng băng việc tuyển dụng và khiến cho những người đang tìm việc làm khó có thể dễ dàng tìm được một công việc. Thị trường việc làm đã rất là kiên cường cho đến nay. Một yếu tố chính khác đã giúp cho sự suy thoái của chúng ta không trở thành suy thoái lan rộng. Và câu hỏi lớn đó là điều gì sẽ xảy ra với thị trường lao động trong tương lai? Khi mà lực lượng lao động của Canada có thể được phục hồi khi mà thế hệ bùng nổ dân số nghỉ hưu hay không? Lần đầu tiên, Canada đang tìm cách để có thể hạn chế tốc độ nhập cư của những người không thường trú vào Canada. Giảm tỷ lệ chung của họ xuống chỉ còn khoảng 5% dân số, từ mức cao là 6,2%. Nói cách khác, sự gia tăng dân số tương tự đã thúc đẩy nền kinh tế Canada trong những năm gần đây sẽ chậm lại. Và chúng ta sẽ không còn sự hỗ trợ đó cho nền kinh tế nữa. Vì vậy, đó là nơi mà rủi ro có thể xảy ra vào năm tới hoặc là năm sau nữa. Và nếu như khả năng phục hồi đó trong thị trường lao động bị phá vỡ và các nhà tuyển dụng buộc phải sa thải nhiều hơn, thì các chuyên gia lo ngại rằng những tác động từ việc gia hạn thế chấp vẫn chưa đến có thể sẽ gây áp lực mới lên nền kinh tế đang phải nợ nần chồng chất của Canada. Nhưng mà một tin tốt, thưa quý vị, trong mọi bất ổn kinh tế là một xu hướng chính đang diễn ra mạnh mẽ đối với các gia đình ở Canada. Lạm phát đang đi theo quỹ đạo giảm và đạt dưới 3% hàng năm tại mọi số liệu trong năm nay. Điều đó có nghĩa là các gia đình gia hạn về lãi thế chấp cao hơn sẽ không phải đối mặt với những gọi là cú đúp hoặc là những đòn đánh của các khoản thế chấp mà mình đã đưa ra. Và có thể sẽ phải mất một chút thời gian để cho chi tiêu có thể tăng trở lại trong bối cảnh thị trường đã suy yếu trong nhiều năm. Nhưng mà các chuyên gia vẫn tin rằng lãi suất vay thấp hơn, lạm phát hạ nhiệt sẽ giúp một số gia đình sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn một chút khi mà mua một ly cà phê trong những tháng tới, thưa quý vị. Chị Lê xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức trong buổi tối ngày hôm nay và chúc quý vị có một buổi tối an lành bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada.